Chào các bạn, thật là vui quá. Không biết ai sẽ thắng cuộc đua này. Kha, hình như bạn sắp thắng rồi. Sherry đã thắng. Thật là không may Kha à. Nhưng hình như có ai đó cần siêu xe tải. Amber đang chơi được cùng các bé bằng bóng bóng xà phòng thì Marley quyết định chơi một trò chơi khăm và đổ một chất lỏng đông cứng vào cổ máy. Giờ thì bóng bóng không vỡ và nâng các bé lên tận trên trời. Bạn phải cứu chúng nhanh lên Kha. Hình như các bé rất thích trò này. Kha, nhìn kìa, là Marley. Chúng ta sẽ xử lý anh ta sao? Giờ chúng ta phải cứu các bé. Siêu xe tải trực thăng. Đúng rồi. Giờ cứu các bé thôi. Không dễ như bạn tưởng, phải không? Bạn, giờ bạn có thể kiểm soát chúng rồi, xuống xe tải à? Ôi không, hình như chất lỏng của Marley đang hết tác dụng. Đang vỡ ra. Siêu xe tải, các bé sẽ bị rơi xuống mặt đất nếu mình không làm gì đó. Đừng lo Amber, hãy để siêu xe tải lo. Phải, các bé đã hạ cánh an toàn. Được rồi Amber, siêu xe tải đã cứu tất cả các bé. Marley, bạn có thấy trò đùa của bạn đi quá xa rồi không? Xích chút nữa là thảm họa rồi đó. Nhưng nhờ siêu xe tải mà mọi thứ đã được kiểm soát. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời, siêu xe tải. Các bé đang chơi rất vui. Và quan trọng hơn là an toàn. Không biết là chúng ta sẽ có gì vào tập tiếp theo đây.
Chà, thật là tuyệt các bạn ha. Cho lễ Giáng sinh à? Bạn nói đúng, còn thiếu thứ gì đó. Nhưng là gì? Phải rồi, đèn chưa được mở. Được rồi, mở chúng lên đi, Water. Sẵn sàng chưa? Đếm ngược nha. 3, 2, 1. Nó không hoạt động. Tại sao ha? Các em nghĩ ông già Noel sẽ không tìm thấy cây thông nếu không có ánh đèn à? Nghĩa là ông ấy không thể phát quà Giáng sinh cho các em. Chúng ta nên làm gì đó, nhanh lên. Chứ sao tại sao? Ý hay đó. Nè Kha, bà đang tìm gì vậy? Ông già Noel sao? Ông ấy sẽ không xuất hiện trước khi trời tối. Các bé cần bạn tới tòa thị chính giúp đỡ kìa. Dây đèn không sáng. Và các bé lo rằng ông già Noel sẽ không tìm thấy cây thông để đặt quà dưới đó. Đúng rồi, một vụ giải cứu Giáng sinh. Hãy giải quyết nó nào. Siêu xe tải. Ấn tượng ha các bé. Nhưng dây đèn không sáng. Bạn có tìm được nguyên nhân không? Bạn có thấy vấn đề chưa? Chuyển hóa sao? Tuyệt. Nhưng là gì? Một máy bay trực thăng à? Tuyệt. Bạn có thể giải quyết vấn đề từ trên cao. Quá tuyệt. Không có gì ở đây sao? Ý hay đó. Hãy lần theo dây đèn. Phải rồi, chúng bị rối. Có thể đó là nguyên nhân. Gary, bạn có thể gỡ chúng ra chứ? Gary, sao lại vậy chứ? Cảm ơn Quater. Anh chắc là em có thể giúp được. Làm tốt lắm Quater. Dây đèn vẫn không sáng. Tiếp tục quan sát nào. Gary, dây đèn đã được cắm chưa vậy? Bạn nghĩ là do nguồn điện sao? À, đó chính là lý do. Gary, bạn có thể cắm lại không? Mình quên mất là bạn rất hậu đậu Gary à. Bạn sẽ thử cắm ở bên kia sao? Được rồi. Ôi không, đó là nguồn điện của thành phố. Kha, bạn nên làm gì đó? Máy ST3000 sao? Thật là sốt ruột quá. Đi dịch chuyển sao? Thật tuyệt vời. Hình như nó hiệu quả rồi. Siêu xe tải, mình nghĩ bạn nên điều chỉnh tay của bạn. Bạn muốn đến ngược sao? Được rồi. 3, 2, 1. Làm tốt lắm Kha. Phải, mọi người đã trang trí rất đẹp. Ông già Noel sẽ không bỏ sót cây thông này đâu. Mình nghĩ mình nghe tiếng chuông xe trượt tuyết của ông già Noel rồi. Hy vọng năm nay tất cả mọi người đều an lành.
Chào Lily, đưa các bé tới công viên à. Bà tính thực hiện một màn thả bóng bay cho ngày Valentine sao? Là gì vậy? Bà sẽ thả 100 quả bóng bay sao? Tuyệt vời. Mình nghĩ các bé muốn bạn đánh võng lần nữa Lily à. Lily, coi chừng. Ôi không. Gọi sư sư tải giúp đỡ sao? Ý kiến hay đó. Kha, tụi mình cần bạn giúp đỡ. Lily và các bé đang bị kẹt trên cầu ở công viên. Họ có thể bị rơi xuống. Siêu xe tải. Lily, chú xe tải đến cứu bạn đây. Phải rồi, các bé đang ở bên trong. Bà sẽ chuyển hóa sao? Ý hay đó. Tuyệt, bây giờ bạn có thể cứu các bé rồi. Ý kiến hay lắm Kha. Được rồi các bé, các em sẽ phải nhảy lên siêu xe tải. Được chứ? Em đã sẵn sàng chưa? Chỉ còn hai bé nữa thôi. Bé cuối cùng. Ồ không. Chú xe tải, bạn nên làm gì đi? Ôi không, những quả bóng đó giúp cô ấy được thăng bằng. Bạn nên làm gì đi, ngay. Một tấm nệm, nó sẽ giúp bạn được rơi xuống êm ái. Đúng rồi, nó không ở đúng chỗ. Các em có thể giúp được không? Làm tốt lắm các em. Kha sẽ đẩy nhẹ bạn một cái, được chứ? Wow, hạ cánh tốt đẹp. Dạ, có vẻ như các em rất thích ha. Bà cũng vậy, sẽ tải à? Từ từ nào các em. Và cảm ơn một lần nữa nha siêu xe tải.
Hình như Carrie có một khoảng thời gian tuyệt vời khi chờ đợi mẹ Ken được hoàn thành bởi cỗ máy hàng hiệu mới này. Ồ ồ, có vẻ không ổn rồi. Carrie, có chuyện xảy ra với cỗ máy rồi. Carrie, mình đang cảnh báo bạn đó. Cỗ máy bị hư và mất kiểm soát rồi. Carrie, chúng ta cần nhờ người giúp. Chào Kha, đã sắp xếp hàng hóa hôm nay à? Chúng ta có một vấn đề tại nhà hàng của Carrie và cần nhờ bạn giúp. Siêu xe tải. Carrie đang làm kem cho bữa tiệc thì đột nhiên cỗ máy làm kem bỗng phát điên. Chà, hình như cỗ máy bị hư toàn bộ rồi. Siêu xe tải tới rồi. Những tin xấu là khắp nơi đều bừa bộn. Bạn có thể giúp Carrie dọn dẹp không? Tuyệt. Là xe đổ rác. Việc chuyển hóa này rất thích hợp cho việc dọn dẹp. Kha đang ở trong tâm trạng rất tốt. Việc dọn dẹp cũng vui lắm chứ bộ. Chà, cũng không tệ lắm ha. Không còn kem nữa và cỗ máy cũng đã dừng lại. Ôi không, mọi việc không như mình nói rồi. Nó lại phát điên kìa. Coi chừng. Nhìn kìa, siêu xe tải, cái chốt khóa bị lỏng. Có lẽ đó là nguyên nhân làm cho cỗ máy phát điên. Siêu xe tải, bà tính làm gì vậy? Được rồi, siêu xe tải, chúng ta phải đưa cái chốt về đúng vị trí. Đây là cơ hội duy nhất để ngăn cỗ máy lại. Phải, hiệu quả rồi. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm hai bạn. Mọi thứ lại sạch sẽ rồi. Dạ, mình nghĩ là bạn xứng đáng được thưởng một cây kem vì nỗ lực của mình. Có ngon không nào? Đúng là một ngày thật điên ha. Hãy thưởng thức kem nha các bạn. Và hẹn gặp lại lần sau.
Gary đang tận hưởng công việc của mình. Nhìn anh ấy kìa. Gì vậy Gary? Bạn nghe tiếng ồn đó không? Ôi trời ơi! Gary, mau, trốn ngay đi! Là một con ma! Ôi không, nó thấy bạn rồi! Tụi mình cần người giúp đỡ! Ở đây nha Gary, mình sẽ gọi xe tải! Chào Kha, có một trường hợp khẩn cấp! Xe tải Gary đang bị một con ma đuổi theo! Hãy giúp anh ấy, anh ấy đang rất sợ hãi! Siêu xe tải. Con ma này rất nhanh. Bà phải chạy nhanh hơn để bắt được nó, Kha à. Bà sẽ biến thành phương tiện nào đây, Kha? Siêu xe đua tuyệt vời. Nhìn kìa, siêu xe tải, con ma đang cố chạy trốn. Nhanh lên, đuổi theo nó. Đúng vậy thưa ngài ma, ghi hết đường chạy rồi. Có gì đó kỳ lạ về con ma này. Mình nghĩ là ai đó đang trốn bên dưới tấm vải này đó. Chà, siêu xe tải, mình nghĩ là giờ chúng ta có thể khám phá xe mai đang trốn bên dưới bộ trang phục ma quái này. À ha, mình biết thực sự không phải là ma mà. Sao bạn làm vậy, Jerry? Bạn đang luyện tập vai diễn của mình cho Halloween sắp tới sao? Mình hiểu rồi. Tuy nhiên, Jerry đã rất sợ hãi trước vai diễn của bạn. Anh đã nghĩ bạn là một con ma thực sự. Nhưng giờ thì ổn rồi. Bí ẩn đã được giải quyết và Gary đã được cứu. Bạn làm tốt đó, Gary. Đúng là một người bạn đúng nghĩa. Chú xe tải, bạn đang làm gì đó? Chú xe tải à hả? Bạn đúng là người thích đùa. Tạm biệt tất cả mọi người. Chúc một ngày Halloween vui vẻ nha. Yeah!
Chào Rocky nhí, em đang chở gì vậy? Ồ, em làm nó cho ngày của cha sao? Đúng là ý tưởng tuyệt vời Rocky nhí à. Em đúng là sáng tạo. Ôi không, động cơ của em có vấn đề rồi. Ôi trời, Rocky nhí đã mất điều khiển và không thể định hướng được. Chúng ta phải gọi cứu viện thôi. Chào Kha, có một trường hợp khẩn cấp. Rocky nhí đang kéo một món quà trên trời nhân ngày của cha, thì em ấy bị mất điều khiển và lao vào chỗ nào đó trong thành phố. Chúng ta phải tìm em ấy và xem em ấy có ổn không. Bạn giúp tụi mình được không Kha? Vì vậy siêu xe tải, bạn nghĩ chúng ta có thể lần theo dấu của Rocky nhí qua những mảnh giấy này sao? Suy luận hợp lý lắm. Hoàn hảo. Đúng vậy, không thấy miếng giấy nào nữa. Trên kia chiếc xe tải là tấm băng rôn mà Rocky nhí đã kéo theo trên không. Nhưng em ấy đâu rồi? Cái gì vậy? Trên kia xuống xe tải là Rocky nhí. Super trash. Rocky nhí, làm sao mà em rơi vào thùng rác vậy? Em rơi vào đó khi em bị ngã cùng miếng băng rôn sao? Chúng ta cần phải tháo nó ra cục đèn thôi, siêu xe tải à. Bạn có làm được không? Siêu xe tải. Nó cao quá siêu xe tải. Chúng ta cần giúp đỡ. Chúng ta cần thứ gì có thể leo lên đó để tháo miếng băng rôn ra. Bạn sẽ chọn công cụ nào hả siêu xe tải? Phải, đi nào siêu xe tải. Lộn hướng rồi siêu xe tải à. Đi thôi siêu xe tải, bạn làm được mà. Phải. Đừng lo Rocky nhí, siêu xe tải sẽ giúp em sửa lại miếng băng rôn thôi. Chà Rocky, siêu xe tải muốn cho bạn thấy một thứ quan trọng. Kiên nhẫn nha Rocky, sẽ rất đáng giá đó. Được rồi Rocky, quay lại nào. Đi nào Rocky nhí. Dành cho bạn đó Rocky. Hôm nay là ngày của cha. Bạn phải rất tự hào về con của bạn phải không? Làm tốt lắm siêu xe tải. Bạn đúng là cứu tinh đó. Không biết chiếc phiêu lưu nào sẽ chờ đón chúng ta trong tập tiếp theo đây.